Ok, theo các bạn hiện tại đang là event ngày thứ hai của Hội sách Kim Đồng. Hôm nay bọn mình cộng tác với nhà xuất bản Kim Đồng để tổ chức event Anh Tài Hội Tụ. Mọi năm là bài thủ hội tụ ấy. Đây là cộng tác viên của mình. Ok. Thì bọn mình hôm nay ở đây thì bọn mình có giới thiệu người chơi mới, cách chơi. Và cũng có những cái deck để giao lưu với các bạn. Thì đây là cái deck mà mình chơi ngày hôm nay. Đó là deck Magnite, Invox, Brilliant và rất nhiều engine khác được mix vào đây. Nói chung là deck thập cẩm. Ok, đầu tiên thì mình giới thiệu về quái vật. Có 3 Sun Secret. Có 3 Sun Secret và 2 Boss Ogre. Đây là 2 con handcraft mình nghĩ là mạnh nhất trong format này. Drone thì mọi người đã bỏ không chơi nữa, bởi vì Guki đã yếu đi nên là mình đã không main các con như thế. Chỉ chơi có 5 handcraft thôi. Tất nhiên rồi, deck Invoke thì phải có 3 Lester. Chủ bài, bắt buộc phải chơi 3. Bởi vì Terraforming đã bị semi. Magna thì mình chơi 2 Blue Sky. Con này thì yếu hơn con tím, chơi 3 Purple iPhone. Summon xuống thì con này có quick effect để search. Con này summon thì mới được search, nên là mình chơi 3 con này và 2 con này. Mình chơi thêm 1 Indigo Eclipse để combo với Secret Legacy Secret. Con này là con biết ra đổi ô, chạy đi đâu cũng được. Đổi chỗ bất kỳ quái Magna luôn. Thì engine là 3-2-1, chơi 6 con. Đâu còn con nữa mà. Thôi từ từ, còn con nữa. Nhân tài bí ẩn chính là Magnite Avram Sigre luôn. Con này cũng tên là Magnite và nó là No Monster. Nó sẽ được combo chung với Gemini Lazuli và Pomatic Cloud. Đây là 3 con để mình chơi với Brilliant Fusion. Khi mà mình dùng Brilliant Fusion xen Lazuli và Avram thì Lazuli sẽ cho mình cầm lại Avram từ Great Hand. Mình sẽ hồi lại được một hand và nó xong mình luôn. Nó cũng là một thành phần để mình ra được Magnite Morningstar. Chỉ cần một Magnite và một quái thôi. Tàu của Master, đây là spell để có 3 Brain Fusion này này. Về engine của Invoke, có 2 Invocation, 2 Magical Meltdown. Invocation Ulti này. Đúng rồi, một Ulti, một Secret và 2 Terra. Đây là các cái hướng để có được để chơi được Invoke, Terra search được Fusion, search được Invoke, search được Alistair và Alistair search được Invocation. Nó tạo những loop để back up. Con này đúng ra ngày trước là chơi 3 đấy, nhưng mà vì bị xe min nên là mình phải tăng Alistair lên 3. Mấy cả mình chơi Brain Fusion nên là không sợ bị bốc lên 2 Alistair. Mình chơi 2 Legacy Memory. Đây là con spell mới của Magnite. Nó giống như một con Emergency Teleport, có thể gọi Magnite Direct ra. Và nó có cái trick là khi mà bạn dùng con này thì turn đấy bạn chỉ được summon Magnite thôi. Đến hết cái turn đấy thì chỉ được summon Magnite. Nên là con này nó chỉ hoạt động tốt trong một số tình huống và thường mình dùng để discard cho con Morningstar. Mình chơi hai con này để tạo flexible cho deck. Instant Fusion để giúp deck mình đi trước được. Mình chơi Call by the Grave. Là Staple, con này semi xong thì thấy ai cũng chơi main deck luôn. 2 số của Nautilus để vứt Alistair xuống. 2 Scapegoat. Ngày trước mình chơi Titan Skyblaster nhưng mà sau khi Goblin bị ban thì không chơi được con đấy nữa, nên mình đổi thành slot của Scapegoat để không thể đi trước được. Cầm 2 con là không biết summon con gì. Đúng rồi. Tại vì deck Magnite này thường đối thủ sẽ nghĩ là mình đi trước sẽ bị yếu nên là mình phải có option để đi trước. Cuối cùng mình chơi 2 Twin, coi để bắn spell trap. Mặc dù ở hội thì ở cái event ngày hôm nay thì không có bạn nào chơi deck nhiều deck spell trap lắm, nên là con này anh chưa được dùng nhiều. Nhưng mà ở meta thì deck Poor Striker và Underguider những deck spell trap rất là mạnh. Trap thì mình dùng Legacy Secret. Đây là một con Legacy search được bằng Morningstar. Nó khả năng kéo một quái level 5 bất kỳ từ grave lên. Có thể kéo được các quái Invoke level 5. Có thể kéo được các quái Magnite. Ồ, con này chỉ cần kéo level 5 trở lên đúng không? Kéo level 5 trở lên rồi mà. Nên là tương tác được với cả... Deck có chơi Synco không? Không, deck chơi Fusion thôi, Mega 3 với cả Rising thôi. Thế là kéo được cả quái Fusion lên. Combo chính sẽ là con này kéo được Inigo Eclipse lên để lên bàn. Để thẳng vào ô một quái mà đối thủ đang chuẩn bị active effect. Nếu như đối thủ active một tí effect nào khác thì con này sẽ đổi chỗ và thẳng hàng với quái đấy thì sẽ tự bị negate. Tức là đây là 2 lần negate. Đây sẽ là 2 lần negate. Effect negate của con này là con tin nerd nên là sẽ có 2 lần negate. Đại khái là nó sẽ negate tất cả các cái con mà thẳng hàng với Magnite, active ở ô thẳng hàng với Magnite. Một con trap khá là hay.
mình nghĩ là rất là mạnh. Nhưng mà không hay bằng hai con này. Là hai con Infinite Impermanent. Đây là một con vừa là Chap vừa là Hand Chap. Cũng vì con này nên mình đã cắt số lượng Hand Chap của deck. Deck này là deck 41 lá. Về extra deck thì Linh trước đây. Đây là hai quái Linh giúp cho cái deck này nó hoạt động được. Là Alistair, Meldow, Invoker of Madness và Midnight Morning Star. Đều là hai con mới ra. Đều là hai con có khả năng search được. Con này search được Invocation và con này search được World Legacy Card. Có thể search được Secret hoặc là search được Memory. Nhưng mà thường thì mình sẽ search con Secret này vì con này là con Chap. Còn con Memory thì mình chơi 2 nên là mình nhiều không mấy khi phải search con đấy. Và hai con này đều có 2 cao đâu chỉ xuống rất là tiện để có thể summon quái Invoke, Link Kuribo và Link Spider để chơi với Scapegoat. Nightmare thì chỉ chơi được Phoenix và Unicorn, con Goblin thì bị ban mất rồi, khá đáng buồn. Scarlet để chơi với Brilliant Fusion. Với Brilliant Fusion thì mình sẽ có đủ quá để ra được Scarlet. Trong trường mình bị Brick Hand hay là mình muốn shuffle lại Lazuli chẳng may bốc lên thì có thể ra được Scarlet. Brick Hand làm sao ra được Scarlet? Hả? Brick Hand thì làm sao ra được Scarlet? Instant Fusion với cả Magnite với cả Invoke các thứ thôi. Nhảy hết xuống xong ra Scarlet. Nhảy xuống ra Scarlet thôi. Đây vốn là slot của Borrow Suit nhưng mà đen là ở Hà Nội mình vẫn chưa mua được con Borrow Suit nên mình đành phải xe Borrow Suit. Cũng là một quái Linh 4. Mặc dù Borrow Suit thì mạnh hơn. Ai biết. Nhân đây bạn nào xem clip mà có Borrow Suit muốn bán nhớ DM mình nhé. Đây là Invoke. Chơi cả Kali. Con này Instant Fusion ra đúng không? Có vẻ rất là lạ nhưng mà hai con này có thể Instant Fusion ra được. Và trong matchup meta thì mình sẽ ban được Ray của đối thủ để gọi ra con này. Còn thực ra thì mình thường focus vào việc chơi Raijin hơn. Mình sẽ chơi quái mà mọi người ai cũng chơi, đó là con Mekaba và con Pugachio để OTK quay hệ control. Mình chơi thêm một con Elysium nữa. Quá tham. Lý do là vì mình chơi con này. Sau khi mình Instant Fusion ra con này thì mình sẽ ban nó trong grade, có vượt quá trong extra deck, trồi từ extra deck lên bàn thì sẽ ra Elysium. Con này thì dùng để phá fill là chính. Cuối cùng thì là game này Seraphina. Con này thì để chơi với Brilliant Fusion giúp mình normal 2 lần. Normal được 2 Alistair 2 lần khi mà chẳng may mắt bốc lên 2 Alistair hoặc là Alistair và fill thì được sớt 2 lần luôn. Alistair không ăn Vatern thì phát sớt. Sau đấy bạn sẽ dùng Alistair cộng với con này để ra được Invoker Magnet hay là bạn phải nhảy được Magnet thì nó cũng sẽ rất là tiện. Ví dụ như bạn để con bạn áp Brilliant Fusion người để thẳng hàng với cả Seraphina thì bạn sẽ có một cái ô để nhảy Magnet nếu như bạn đi trước. Sẽ rất là hay vì đây là một cái tech card mình thấy khá là hay trong cái E-set kỳ gần đây nhất. Mình đã thấy một duelist sử dụng cái engine này nên là mình đã thử tech vào xem thì thấy khá là hay. Đây là một card rất tốt để đi trước cho Magnet. Ok, đó là toàn bộ deck của mình. Đây là hiện tại đã là buổi trưa, trưa chủ nhật. Nhưng mà vẫn rất đông, mọi người đang ở giờ nghỉ trưa mà mọi người chơi rất là đông. Nếu như mà các bạn ở Hà Nội và hứng thú với event này của bọn mình thì có thể đến tham gia trải nghiệm ở hội sách Hoàng Thành nhỉ? Ở hội sách Hoàng Thành ở Hoàng Diệu, Hà Nội. Ok, cảm ơn bạn và mình sẽ quay trở lại trong video clip tiếp theo.